Cô chào tất cả các con, cô rất vui được gặp các con trong tiết học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học môn hoạt động trải nghiệm, chủ đề 3, trường lớp thân yêu. Cùng với chủ đề 3 này, ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài của tuần 2, lớp học thân thiện. Trước khi vào bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chơi một trò chơi tên Tôi muốn. Cách chơi như sau. Cô sẽ nói cô muốn. Cả lớp sẽ hỏi muốn gì. Khi đó cô sẽ đưa ra một lệnh bất kỳ như cô muốn các bạn phát biểu. Nếu mà các bạn làm đúng theo lệnh của cô thì là các bạn chiến thắng. Nếu các bạn làm sai là các bạn sẽ thua nha. Và điều đặc biệt khi những lệnh mà không có chữ tôi muốn ở phía trước, các bạn làm theo là các bạn cũng sẽ bị thua. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Cô muốn các bạn giơ tay phải lên. À, chúng ta đã giơ đúng chưa nào? Tiếp tục nhé. Cô muốn các con hãy đứng lên. Cô mời các con ngồi xuống. À, vừa rồi có bạn nào đã ngồi xuống không? Nếu bạn nào ngồi xuống là các bạn thua nha. Vừa rồi chúng ta đã chơi trò chơi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài học ngày hôm nay nhé. Các con hãy quan sát vào ba bức tranh 1, 2, 3 và cho cô biết những hình ảnh nào thể hiện lớp học thân thiện. À, các con quan sát vào bức tranh số 1. Chúng ta thấy trong bức tranh này, các bạn học sinh đang trang trí góc học tập ở trên lớp đấy các bạn ơi. Các bạn đang gắn những bông hoa này trên góc học tập và các bạn rất là vui vẻ khi làm việc này. Chúng ta biết không, khi mà chúng ta cùng trang trí góc học tập khiến cho lớp học mình trở nên tươi sáng hơn và sạch sẽ, đẹp hơn đấy các bạn ạ. Còn trong bức tranh số 2, chúng ta thấy có ba bạn nam đang chơi đùa trong lớp học đây. Và chúng ta nhìn thấy này, có một bạn còn đang để một chân lên trên bàn, một chân ở ghế. Còn bạn thứ hai còn để cả hai chân ở trên bàn cơ. Chúng ta quan sát xung quanh thì chúng ta thấy có rất là nhiều giấy rác ở trên nền gạch này. Rồi, bàn ghế thì không được ngay ngắn gọn gàng đúng không nào? Vậy chúng ta thấy ba bạn nam này đang đùa người cả trong lớp. Thì có nên hay không nên đây? Rồi, trong bức tranh số 3 thì chúng ta nhìn thấy ở đây chính là khung cảnh các bạn đang học tập ở trong lớp đấy. Các bạn chia ra thành các nhóm để thảo luận, cùng làm việc nhóm với nhau đây. Vậy trong ba bức tranh này thì các con hãy suy nghĩ và cho cô biết những hoạt động nào tốt và tích cực đem đến cho các con một môi trường học tập thân thiện nào, một lớp học thân thiện nào. Còn bức tranh nào thì chúng ta thấy là không nên thể hiện ở trong lớp học nhỉ? À, đúng rồi đấy các bạn ạ. Đó là bức tranh số 1 và bức tranh số 3. Đây là hai bức tranh là những việc làm rất là tốt và tích cực thể hiện lớp học thân thiện này. Còn bức tranh số 2, đây là các bạn đang đùa giỡn ở trong lớp học. Các bạn còn dẫm lên trên bàn ghế và xung quanh thì có rất là nhiều giấy rác và bàn ghế không ngăn nắp. Đây chính là việc mà chúng ta không nên nhá. Chúng ta không nên chạy nhảy đùa giỡn ở trong lớp học nên như thế này. Vậy các bạn đã biết được những hoạt động nào để thể hiện lớp học thân thiện và những hoạt động hành vi nào mà chúng ta không nên thể hiện ở trong lớp học thân thiện chưa? À, đúng rồi đấy. Các bạn ghi nhớ nhé. Vậy bây giờ các con hãy nhìn quan sát tiếp vào bốn bức tranh 1, 2, 3, 4 và nêu cho cô những việc mà các bạn trong các bức tranh này đã làm để xây dựng lớp học thân thiện nào. Chúng ta hãy cùng quan sát bức tranh số 1 và bức tranh số 2 trước. Chúng ta nhìn đây, trong bức tranh số 1, các bạn đang sắp xếp lau dọn lại bàn ghế. Có một bạn cũng sắp xếp và lau dọn trên bàn ghế giáo viên. Trong bức tranh số 2 thì chúng ta thấy có hai bạn nhỏ đang dọn dẹp lại lớp học đây. Một bạn thì đang quét sàn,
còn một bạn thì lau bảng. Còn trong bức tranh số 3 và bức tranh số 4 thì chúng ta cùng nhìn. Bức tranh số 3 này có hai bạn đang trang trí góc trưng bày học tập. Các bạn đang gắn lên những bông hoa rất là xinh xắn đúng không nào? Còn trong bức tranh số 4 thì chúng ta thấy đây là các bạn học sinh đang chơi trò chơi cùng với nhau trong kit giáo dục thể chất ở trên sân trường này. Vậy là chúng ta thấy rằng là những hoạt động này các bạn học sinh có thể làm tại lớp học của mình, ngay tại khuôn viên trường của mình. Vậy các bạn ạ, những việc của các bạn nhỏ trong các bức tranh này đều thể hiện việc xây dựng lớp học thân thiện đấy. Sự thân thiện được thể hiện trong những việc làm rất là gần gũi và nhỏ bé, tưởng chừng như rất là nhỏ bé đấy các bạn ơi. Ví dụ như là chúng ta cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc, bảo vệ và xây dựng lớp học để cho lớp học mình luôn sạch đẹp hơn. Và thông qua những việc làm chúng ta làm cùng nhau, chơi cùng nhau như thế này thì sẽ nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó và thân thiết giữa các thành viên trong một lớp học với nhau. Vậy các con đã có dự định làm gì để xây dựng lớp học của mình thân thiện như các con mong muốn hay chưa? Chúng ta hãy tự lập cho mình những dự định để khi nào chúng ta gặp nhau tại trường rồi chúng ta sẽ xây dựng một môi trường học tập thật là thân thiện nhé. Việc xây dựng lớp học thân thiện, ngoài việc dọn dẹp, trang trí cho lớp học của mình sạch đẹp hơn thì còn thể hiện qua những tình huống yêu thương và giúp đỡ bạn trong lớp học của mình đấy. Các con ạ, việc yêu thương và giúp đỡ bạn bè có thể được thể hiện qua việc này, chúng ta sẽ tặng quà nhau hay nói với nhau những lời chúc mừng sinh nhật bạn. Rồi là chúng ta quan sát những bức tranh số 2, chúng ta cũng có thể giúp đỡ bạn khi mà bạn gặp khó khăn đúng không nào? Như ở trong lớp này, bạn bị đau chân, mình thì cũng có thể là dìu dắt này, giúp đỡ bạn. Hay khi bạn thiếu đồ dùng học tập thì mình cũng có thể cho bạn mượn để bạn có đồ dùng học tập để học tập đúng không nào? Vậy qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tự nhận xét và đánh giá được mình rồi. Những điều mà các con đã học và làm được sau bài học là gì? Như là các con đã nêu được những điều mà các con thích ở lớp chưa? Các con sẽ nhận xét ở 3 mức độ nhé. Các con đã làm được những việc để lớp học sạch đẹp hơn chưa? Chúng ta cũng sẽ tự đánh giá bản thân mình. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các con và hẹn gặp các con trong các tiết học sau nha.